Mẹ. Con. Bố đâu rồi mẹ? Bố vừa đi ra sau vườn con ạ. À mà này, mẹ nghe loáng thoáng anh Phú ở công an phường, anh bảo thấy con đánh nhau với thằng Ngáo. Mà con nhà ai vậy con? Còn gái có đứa biết tí võ vẽ ra đường đánh nhau thế, ai người ta để ý nữa. Mẹ ơi là mẹ, đó là cậu học sinh Ngáo đá, bị ảo giác nên là cầm dao chém lung tung, chém chết cả gia đình cậu ấy đấy mẹ. Trời ơi, nguy hiểm như thế tại sao con đánh nhau với nó? Con đâu có đánh nhau, con chỉ tìm cách ngăn cản cậu ấy thôi. Ngăn thế nào được, nó cầm dao cơ mà. Lần sau ấy, thấy những chỗ đánh nhau ấy, con tránh xa ra, không thiệt đến thân đấy. Bà nói thế mà nghe được à? Con mình nó là công an, giữa đường gặp chuyện, nó ra tay như thế là đúng rồi. Nhưng nó là con gái. Con gái cũng là công an. Thôi, bố mẹ đừng có cãi nhau nữa. Con tranh thủ về chào bố mẹ, rồi chiều phải quay lại trường rồi đấy. Ừ, bố nghe chú Phú nói rồi. Bố dặn nhà mình phải kín miệng chuyện này, chờ sự chỉ đạo của cấp trên. Thế chiều con phải đi ngay à? Để mẹ nấu cơm ăn xong đã rồi đi. Vâng, con đói lắm rồi đây mẹ. Rồi mẹ nấu tí là xong thôi.